Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên kênh của Trinh Tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với một truyện ngắn của tác giả Trần Minh Nam Truyện ngắn Người Chị Dâu Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Bà Linh trở mình thức giấc Ánh nắng chiếu qua màn cửa sổ đã lâu Bà cảm thấy ấm trên má Ngoài vườn tiếng chim sẻ kêu ríu rít Trong nhà yên tĩnh Các cháu đã đi học Về thăm quê lần này Bà ở chơi lâu nên không vội vàng giờ giấc Như những lần trước Hôm nào bà cũng dậy trễ Nằm trên giường mơ màng đủ thứ chuyện Trước khi dậy Chạy chuốt đôi chút Rồi ra nhà bếp nói chuyện với người em gái Em bà Cô Thúy nhỏ hơn bà 10 tuổi Cùng chồng là chủ ngôi nhà Bố mẹ bà để lại bà Linh rời khỏi ngôi nhà này năm 26 tuổi. Khi bà tái giá, bà lấy chồng lần đầu năm 17 tuổi. Chồng trước, ông Bình, thương yêu bà rất mực, nhưng chỉ sống hạnh phúc với nhau một năm thì ông Bình tử nạn. Phòng bà bão táp dộn dập, đổ xuống cuộc đời con gái của bà. Tám năm sau, bà mới có một đời sống ổn định với Hùng, người chồng sau. Năm 1975, Bà Linh cùng Hùng và ba người con sang định cư tại Thụy Sĩ. Hai vợ chồng mua một căn nhà rộng rãi ở Geneva, cạnh bờ hồ Liman. Bà Linh có ba anh chị em, một người anh, một em trai và Thúy. Song thân bà qua đời đã lâu, ngôi nhà quen thuộc nơi bà sinh ra và lớn lên để cho người em gái ở. Anh bà đi kháng chiến, sau đó tập kết ra Bắc. Năm 1975 trở về, có quyền thế và một đời sống ổn định nhưng ít quan hệ với các anh chị em khác. Người em trai sĩ quan quân đội Cộng Hòa bỏ mình trong chiến tranh. Căn nhà bằng gỗ làm đã lâu năm vẫn còn chắc chắn. Chỉ có mái tranh hai năm phải lợp lại một lần, nằm trong một khu vườn hai mẫu đất có nhiều cây ăn trái. Nhiều nhất là thơm, cao, mít và nhãn. Năm ngoái trong chuyến trở về thăm nhà, bà Linh giúp em lợp lại mái tranh, này còn tốt Trước năm 1986, người em gái và chồng làm việc cho một hợp tác xã trống giày của thị xã Huế. Bà Linh về thăm mấy lần, thấy đời sống em chật vật. Vợ chồng đi làm cả ngày, con cái ở nhà liêu lỏng, khu vườn cây ăn trái không ai chăm sóc. Bà Linh bỏ tiền giúp em thuê người xới đất, làm cỏ, đào giếng, đặt bơm nước, chăm bón lại khu vườn. Sau một năm thấy Hoa lợi đủ chi tiêu, hai vợ chồng xin nghỉ việc hợp tác xã, dùng toàn thì giờ, săn sóc khu vườn cây ăn trái và trồng rau. Hoa lợi chẳng những đủ chi tiêu, còn dành dụm được chút ít, trả dần vốn cho bà Linh. Có em ở nhà vừa coi vườn, vừa bầu bạn, năm nay bà Linh về chơi lâu. Thường ngày bà Linh dậy trễ, hôm nay bà dậy trễ hơn. Đêm hôm qua, bà ngủ không yên giấc, trằn trọc với ý định, nhưng chưa quyết đến thăm ngôi nhà bố mẹ chồng cũ. Nơi đó Linh đã sống với Bình một tuần lễ trước khi theo chồng vào Nam. Năm 17 tuổi, Linh là thiếu nữ đẹp nhất làng. Nhiều thanh niên trong xóm ngắm nghé, nhưng để mơ ước nhiều hơn hy vọng. Gia đình Linh sung túc, thân phụ là một y tá lành nghề của Bệnh viện Huế, được làng xóm vị nể. Thanh niên trong làng con nhà nghèo sống bằng nghề làm rẫy, thợ mộc hay thợ hồ. Họ thích ngắm Linh hát những câu ca dao trữ tình trêu chọc nhưng họ biết linh không thuộc về họ bình quê kim long làm việc ở sài gòn sau khi đã đổ bằng thành chung mẹ bình quen với mẹ linh thấy linh đẹp nát na bà ngỏ ý cho con trai sau khi xem tấm hình vần âu phục khôi ngô tuấn tú với chiếc răng cười có duyên ẩn dưới đôi môi nghiêm trang của bình mẹ linh rất ưng ý bà khéo léo đưa tấm hình cho linh xem gián tiếp cho biết bà đã chọn được rễ. Tết năm đó, mẹ Bình dẫn Bình đến thăm nhà Linh. Đứng ở phòng sau, Linh nhìn trộm Bình qua bức màn vải mỏng, trong khi mẹ vừa uống trà, vừa nói chuyện với mẹ Bình một cách tương đắc. Thỉnh thoảng hỏi Bình những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Linh thấy Bình ngồi yên nghe, nhỏ nhẹ vân dạ, nhưng đôi mắt không giấu được sự bồn chồn, nóng lòng chờ đợi. Linh cảm thấy hài lòng, lo lắng, nôn nao. Linh chưa từng yêu ai Yên tâm chấp nhận sự sắp đặt của mẹ Nhưng Bình ngồi đó Đẹp trai Cao lớn với chiếc răng cười có duyên Linh đã thấy trên tấm hình Làm cho Linh thấy lòng rào rạc Mơ tưởng chuyện yêu đương Bỗng tiếng mẹ gọi Linh Con dẹp giúp mẹ mấy tách trà Và ra chào bác và anh Bình Linh vén vội mái tóc nhanh nhẹn Bước ra cuối chào mẹ Bình Mắt liếc nhanh về phía Bình đôi mắt gặp nhau và hai người tìm thấy trong ánh mắt sự chấp nhận lẫn nhau. Lễ cưới được tổ chức 6 tháng sau, khi bệnh về phép đặc biệt. Cưới xong, Linh về nhà chồng một tuần lễ trước khi theo chồng vào Nam. Hạnh phúc chưa được một năm, chưa có con đầu lòng, biến cố tới. Chồng Linh bị Linh Pháp giết khi tái chiếm các tỉnh miền Nam năm 1946 giữa cảnh loạn ly, Linh vượt gian lao trở về quê, định ở với bố mẹ chồng cho phải đạo dâu con. Linh cho bố mẹ Bình biết hoàn cảnh Bình bị lính Pháp giết và tại sao Linh không tìm được xác chồng. Bố mẹ Bình quá đau khổ trước tin dữ, quên nỗi đau khổ riêng của Linh. Thống trách Linh thiếu đạo vợ chồng, nỡ bỏ chồng bơ vơ, không mồ mã. Phần đau khổ vì chồng chết, phần gia đình bố mẹ chồng thiếu thương yêu hớt hủi. Linh đành gạt nước mắt trở về nhà bố mẹ. Nhiều năm sau, Linh gặp Hùng, gia đình Hùng cùng làng. Thân phụ Hùng được bổ dạy học tại một tỉnh xa và mang cả gia đình theo. Ở làng ít ai còn biết đến gia đình của Hùng, chỉ thỉnh thoảng cha Hùng đưa Hùng về thăm quê cho biết. Lần cuối cùng, vào năm 1943, Hùng gặp Linh khi đó là một cô gái vừa đến tuổi dậy thì. Hùng ra đi, mang theo hình ảnh của Linh chờ dịp trở về. Rồi Hùng đi biển biệt, lấy bằng cử nhân xong, Hùng tham gia vụ ngoại giao, sau đó biệt phái làm việc cho Ủy ban Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Sài Gòn. Hùng gặp lại Linh năm 1954 tại Huế, khi về nghiên cứu kế hoạch trùng tu đại nội trong chương trình phục hồi di tích văn hóa thế giới của Liên Hiệp Quốc. Tình bạn rồi tình yêu đến dễ dàng giữa hai người. Năm sau lễ cưới được tổ chức đơn giản tại Huế, hùng không biết linh đã có một đời chồng linh không có ý định giấu linh dự tính cho hùng biết trước khi cưới nhau nhưng cơ hội đó không bao giờ tới sau khi ổn định tại thụy sĩ linh sống hạnh phúc với hùng và các con linh dần quên quá khứ và ý muốn nói sự thật với chồng dần dần tan biến nhiều đêm trở mình thức giấc nằm bên chồng linh có cảm tưởng như mình thiếu trong trắng nhưng khi muốn nói với chồng Linh lại sợ làm mất cái yên tĩnh của gia đình. Lần này về quê ở lâu, y muốn nhìn lại ngôi nhà cũ. Nơi đó, bà Linh đã sống với Bình và đã đau khổ, buồn giận bố mẹ chồng, trở lại thôi thúc bà mãnh liệt. Nhưng bà còn do dự, bà tự hỏi, thăm gì và còn gì để thăm? Bà sợ khơi lại đống tro tàn dĩ vãng. Nhưng bây giờ bà đã quyết, chiều hôm qua ra vườn chơi với Thúy, đang chăm mấy luống rau, vừa lúc mặt trời đang xuống, bầu trời sáng rực, nắng vàng chiếu phát lên qua một đám mây trắng lớn, làm nổi bật giữa bầu trời, một đàn chim đang đập cánh lơ lửng, bay về hướng chân trời. Bức tranh gợi lại hình ảnh bà thường thấy khi cùng sống với Bình. Mỗi chiều, cơm nước xong, bà và Bình thường mang ghế ra trước sân nhà, nhìn mặt trời lặn và nhìn những đàn chim lạc lỏng, bay vội về tổ. Mùa thu, Bình thích vừa nhìn chim bay Vừa hát đủ cho bà Linh nghe Đến nay thu tàn Phương xa kìa Chiếc én bay về Khuất trong mây ngàn Riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê Tiếng hát của Bình như còn văng vẳng đâu đây Linh bỗng thấy nhớ Bình tha thiết Nhớ nơi bà đã hưởng mộng đẹp thổi ban đầu Của người con gái Tắm xong Bà Linh chọn một chiếc áo màu hoa cà là Màu Bình thích nhất trang điểm vội vàng rồi ra đi băng qua mấy con đường làng quen thuộc dẫn về phía bờ sông hương bà thấy khung cảnh lạ dần cây cối không còn um tùm như trước nhường chỗ cho nhiều nhà mới mọc chen chúc nhau mái tranh xen lẫn mái ngói đến một cánh đồng nhỏ trồng lúa bà linh thấy con đường tỉnh lộ chạy sát bờ sông một kiệt nhỏ rẽ từ tỉnh lộ là đường dẫn đến nhà bình bà linh không chắc mình vào đúng lối nếu đầu kiệt nhỏ, không có chiếc miếu thần hoàng, nay đã bỏ hoang. Thời gian ngắn ngủi ở với Bình. Mỗi lần về nhà thăm mẹ trở lại, bà Linh đã lấy miếu thần hoàng này, làm chuẩn để nhận ra đường. Bà buồn trồn. Gần 50 năm, bà mới trở lại con đường nhỏ này. Cũng gần 50 năm, bà không giữ quan hệ nào với gia đình Bình. Bố mẹ Bình chắc không còn, nhưng còn mấy em của Bình. Hai người em, một trai, một gái, xê xích tuổi với bà và một chú em út tên là văn hồi đó độ 12 tuổi chưa biết gì và là người độc nhất trong gia đình có cảm tình với bà nhiều khi thấy bà khóc một mình chú bé văn đến bên cạnh ngây thơ hỏi sao chị khóc rồi hôn lên má chị trước khi bẽn lẽn chạy đi kiệt nhỏ đầy con nít chỗ này mấy đứa đánh bi cãi nhau chí chóe chỗ kia mấy đứa tụ lại bên cạnh một quán nhỏ mua bánh kẹo mấy đứa lớn ngẩn nhìn bà linh như nhận ra người khách lạ bà nghe chúng thì thào việt kiều tụi bay ơi bà mỉm cười danh hiệu việt kiều từng mang đến cho bà vui cũng như buồn vui khi được cưng chiều vì việt kiều có nghĩa có khả năng tiêu rộng rãi buồn khi bị đối đãi như một người khách lạ trên chính quê hương mình bà linh cảm thấy lạc lõng mặt trời lên đã khá cao độ ẩm làm khí trời thêm nóng bức làn gió nhẹ thổi từ sông hương im lìm không làm cho bà linh cảm thấy mát bà bước vội để xua đuổi mấy ý nghĩ bực mình bà đã nhận ra ngôi nhà ngày xưa hiện rõ dưới ánh nắng bà linh lấy chiếc nón đang đội xuống cầm tay để quan sát ngôi nhà cho rõ hơn ngôi nhà mái ngói trong khô khan quét vôi trắng nằm gọn giữa chiếc vườn rộng không có nhiều cây ăn trái như xưa mấy luống khoai mì lá vàng thân thể khẳng khiu như thiếu nước trong nhà, văng vẳng tiếng một phụ nữ đang mắng con. Nghe giọng bà biết ngôi nhà đã đổi chủ. Lòng bà bỗng dưng tê lạnh. Quá khứ chôn chặt 50 năm muốn khơi lại một lần. Một chút cũng không còn. Tất cả đã trở thành dĩ vãng Ngay cả con đường này, ngôi nhà đó, nơi bà đã sung sướng sống với bình. Tất cả đều xa lạ. Thời gian đã chết. Bà Linh thấy chơi vơi. Giấu vội mấy giọt nước mắt dưới chiếc nón lá bà linh bước nhanh rẽ vào lối khác trở về ngồi trên máy bay trở về thụy sĩ bà linh thấy trong lòng bớt nặng nề lời chỉ dẫn an toàn của các nữ chiêu đại viên âm thanh hoạt động của máy bay khi cất cánh không làm cho bà thấy lo lo như những chuyến bay trước bà tìm thấy sự bình an của tâm hồn sau giây phút xúc động mãnh liệt khi tìm về kỷ niệm xưa bà tìm cách lắp một khoảng trống để chỉ thấy một khoảng trống khác. Nhưng ít nhất bà đã trở về thăm nơi đó. Chiếc máy bay Sumpo 747 hạ thấp cao độ. Bà Linh thấy cảnh vật quen thuộc bên dưới hiện dần ra. Bà thoải mái xem lại dây lưng an toàn. Sửa thẳng lại lưng ghế. sung sướng sắp được gặp Hùng và các con. Phi trường Geneva, nhiều hành khách ngoại giao chỉ thua đủ ước, rộn rịp như thường lệ nhân viên quan thuế và di trú làm việc nhanh chóng và lễ độ bà linh theo đoàn hành khách thông qua thủ tục quan thuế và nhập cảnh xong vội vàng bước ra ngoài nhận ra nét mặt rạng rỡ của mẹ cô gái út vừa đỡ hành lý cho mẹ vừa ríu rít mẹ mẹ về quê ngoại chuyến này lâu vui lắm hả mẹ hùng hôn nhẹ lên má vợ phụ họa con nói đúng anh thấy em gầy đi chút ít nhưng khuôn mặt thật bình an như người vừa đắc đạo Mấy lần trước, mỗi lần thăm nhà trở về, anh thấy em buồn như luyến tiếc một cái gì, muốn mang theo chẳng được. Em nghiên cứu giáo lý nhà Phật và tập thiền định đã có kết quả. Bà Linh mỉm cười sung sướng. Một buổi sáng đi chợ về, bà Linh thấy một phong tư đóng dấu bưu điện Việt Nam, gửi đi từ Đà Lạt. Linh tính báo cho bà một cái gì lạ, lại đến xáo trộn đời bà. Vừa bóc thư, bà vừa soát duyệt trí nhớ xem còn bạn bè nào ở Đà Lạt bà không còn ai thân thích ở Đà Lạt. Bà Linh nín thở đọc lá thư, sắc mặt biến từ ngạc nhiên đến xúc động. Đọc xong, không kiềm chế nổi, bà đặt lá thư xuống bàn, ôm mặt khóc nước nở. Vừa lúc đó, Hùng đi chơi quần vợt về, thấy vợ khóc, phòng thư còn mở bên cạnh, Hùng thoạt nghĩ chắc có chuyện chẳng lành trong gia đình vợ ở Việt Nam, nhưng Hùng không tin, Hùng biết vợ là người giỏi chịu đựng và quen kiềm chế cảm xúc. Xưa nay buồn khổ gì, bà chỉ để thoáng lên nét mặt, chưa bao giờ khóc. Ngay cả lần đứa con trai thứ nhì năm đó mới 8 tuổi, đi học về bị xe cán, phải nằm phòng hồi sinh mấy ngày mới biết thoát chết. Bà cũng cắn răng chịu đựng không khóc. Hùng yên lặng đến ngồi cạnh bà Linh, âu yếm đặt nhẹ bàn tay lên vai vợ. Đôi mắt hỏi hang, nhìn bà không nói, sẵn sàng chia sẻ thống khổ với bà. Bà Linh ngừng khóc, cầm lá thư đưa cho Hùng nhẹ nhàng bảo. Anh đọc đi. Hồi hộp, Hùng mở bức thư. Đà Lạt, ngày 4 tháng 6 năm 1994. Chị Linh, tôi xin giới thiệu để chị khỏi ngỡ ngàng. Tôi là Nguyễn Văn Giang, em ông Nguyễn Văn Bình ở Kim Long. Chắc chị còn nhớ người chồng bất hạnh, chỉ được hạnh phúc sống bên chị một năm rồi tức tuổi qua đời trong chiến tranh. 48 năm nay, từ hồi anh tôi bị lính Pháp bắn chết rồi xô xác xuống sông, như lời chị thuật lại, ba má tôi vì quá đau khổ đã không biết phải đối xử với chị như thế nào cho phải. Thế rồi chị trở về với hai bác. Một phần vì chiến tranh, một phần chúng tôi còn nhỏ, không ai nghĩ đến việc tìm xác anh tôi, xem đã trôi dạt phương nào. Hơn nữa, chỉ có chị là người duy nhất biết những chi tiết cuối cùng trước khi anh tôi qua đời thì từ đó đến nay gần 50 năm, chúng tôi không hề biết tin tức của chị. Do hoàn cảnh thực tế của một đất nước bị chiến tranh và tâm ly, chúng ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhau. Cách đây mấy năm, ở Việt Nam có phong trào truy tầm thân dân thất lạc trong chiến tranh. Tôi về Huế hỏi thăm tin chị như bước khởi đầu truy tìm xác của anh tôi. Hơn nữa, chị còn nhớ chú Văn hồi đó 12 tuổi, thương chị nhất nhà. Thỉnh thoảng chú vẫn hỏi tôi biết tin tức chị ở đâu không? Ở Huế, tôi được biết chị vừa về thăm quê, ở gần 6 tháng và mới trở về Thụy Sĩ. Cô An bạn chị, cho tôi địa chỉ của chị. Vậy xin chị, vì tình cũ nghĩa xưa với người chồng đã khuất, cho tôi biết thật đầy đủ chi tiết những gì chị còn nhớ vào những ngày kinh hoàng năm 1946 đó. May ra, được người ta gói ghém, chôn cất tại một nghĩa trang tử sĩ nào đó hiện nay tỉnh nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ dành cho những người đã bỏ mình trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập. Tại nghĩa trang liệt sĩ Bến Cát có một ngôi mộ vô chủ để tên Nguyễn Văn Bạc. Tôi sẽ xin khai quật để xác minh xem có phải đó là mộ phần của anh tôi không, sau khi có thêm chi tiết nơi chị để kiểm chứng. Anh tôi có một chiếc răng cười, nam về Huế cưới chị, tôi nghe anh tôi định sẽ nhổ đi. Nhưng tôi không biết đã nhổ chưa trước khi anh tôi lâm nạn. Năm 1946, chị trở lại Huế sau khi anh tôi qua đời. Nhớ lại tôi rất tiếc ba má tôi và chúng tôi đã đối đại thiếu thông cảm với chị. Mới rồi, tôi đã lên bến cát, lên cầu bến củi, nhìn con sông bến lứt khá rộng chạy dưới cầu, vào làng Hòa Định nghe các cụ già kể lại chuyện tay khủng bố trắng dân làng khi tái chiếm, bắn hàng loạt người đôi khi có cả phụ nữ chúng tôi biết chị không có cách gì khác hơn là chạy lấy thân để về cho ba má tôi biết sự tình lúc này có cơ hội hiểu nỗi khổ tâm của chị thì ba má tôi đều đã qua đời tôi rất mong thư chị hồi âm để chuẩn bị đi bến cát một lần nữa đọc xong thư hùng thấy đau nhói buồn và giận làm hùng choáng váng nhưng hùng kịp trấn tĩnh hùng hiểu nếu linh không thổ lộ được sự thầm kín của cuộc đời nàng với hùng trước khi cưới nhau thì nàng sẽ không đủ can đảm tỏ bậy khi đứa con đầu lòng ra đời và hạnh phúc gia đình dồn dập tới hùng nhớ thời gian thân mật với linh trước khi cưới hơn một lần khi đang vui bỗng nhiên linh trở nên trang nghiêm nói anh hùng có chuyện quan trọng này linh phải nói với anh thì lần nào Hùng cũng sợ mất giây phút thần tiên quý báu trước vẻ đẹp lộng lẫy của Linh gạt phát. Không có gì quan trọng hơn giây phút anh và em ở bên nhau. Bây giờ, Hùng thấm thía nỗi đau của vợ, một mình chôn chặt sầu muộn trong lòng suốt nửa thế kỷ qua và bỗng thấy thương vợ vô cùng. Thay Linh im lặng chờ đợi, Hùng âu yếm. Anh biết, anh đã không cho em cơ hội nói chuyện này với anh từ những ngày chưa cưới nhau. Lỗi tại anh, vấn đề bây giờ là chúng ta có nên cho các con biết không linh dứt khoát không không anh chúng ta không có quyền đó ba hôm sau linh viết cho giang thú thật với chú chị đã ngạc nhiên và ngỡ ngàng lúc nhận được thư từ thành phố đà lạt gửi lên ở đó chị không còn ai quen lục trong ký ức cũng không nhớ ai là nguyễn văn giang chị vội vàng đọc thư Đến hạng thứ nhì, thấy chữ Nguyễn Văn Bình, lòng chị quá xúc động. Một dĩ phản rùng rợn thoáng hiện lại trong trí óc chị. Vui buồn, đau khổ trên 48 năm trời, xuyên qua các biến chuyển của đất nước mà chị đã chôn vùi tận đáy lòng. Chỉ một mình biết, một mình mình hay. Chị đã đọc đi đọc lại thư chú. Trước hết, chị cảm tạ chú và chú Văn đã nghĩ đến việc tìm kiếm hài cốt người anh đã quá cố cũng là người chồng đầu của chị để mang về quê quán cho được gần mộ phần của cha mẹ chị cũng tự thấy lòng mình được bình thản hơn nhất là sau khi đọc đoạn thư chú cho biết các cô các chú sau khi nghe chú tường thuật chuyến đi bến cát đến cầu bến củi xuống tận xã hòa định hỏi han các cụ già còn sống sót đã chứng kiến cảnh người pháp khủng bố dân làng và giết những người theo kháng chiến như thế nào đã rõ nguyên nhân cái chết bi thảm của anh bình và thông cảm tại sao chị không thể ở lại tìm cho ra xác chồng trước khi trở về hồi tưởng lại năm xưa khi trình bày về cái chết của anh bình cha mẹ và các cô chú lớn tuổi đều không tin đó là sự thật nghĩ có một bí ẩn nào bên trong rồi tìm cách không chấp nhận chị trong gia đình không một lời an ủi thương hại tội nghiệp cho tuổi đời xuân xanh của chị sớm quá bụa chị đành gạt nước mắt trở về nhà bố mẹ như đã thuật lại cho cha mẹ cách đây 48 năm. Chị xin ghi lại các nét chính để chú dùng làm dữ kiện xác minh mùa mã của anh Bình. Chú còn nhớ anh Bình là nhân viên quản lý nhà giam oan yệm nơi giam giữ trẻ vị thành niên phạm tội. Khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945, anh Bình và một số nhân viên làm việc cho chính quyền cách mạng. Qua các hoạt động của anh Bình, chị biết anh đã tham gia phong trào chống Pháp từ trước. Năm 1946, khi Pháp tái chiếm Nam Bộ, anh Bình hướng dẫn một số nhân viên sợ oan yệm, trong đó có anh Giáo Trinh tham gia các tổ du kích tiếp tục chống lại người Pháp. Anh Bình giả làm dân lành, sống như các gia đình khác tại một căn nhà cạnh bìa rừng để hoạt động. Cuộc sống rất nguy hiểm, bất trắc vì quân Pháp bố ráp thường xuyên. Hơn một lần anh Bình bảo chị, em đang tìm cách về Sài Gòn, liên lạc với bà con bên ngoại của anh, tìm được về Huế, ở với cha mẹ một thời gian kháng chiến thành công Anh sẽ về đón em Thế rồi lần lửa quen với hiểm nguy Chị bình định không rời anh được Một buổi sáng Trước sạn đông Một tiểu đội lính Pháp à vào chồi lá anh chị đang ẩn náu chĩa súng nạt nộ Bắt anh dòng tay Lục xét muốn đánh anh Bình ngay Thấy anh Bình nói tiếng Pháp lưu loát Chúng cũng nể, không hành hung anh tại chỗ Khi bị dẫn đi Anh mặc một bộ sơ mi trắng đã ngã màu bên ngoài khoác một chiếc áo len màu đà do chính tay chị đang quần sọt kaki vàng chiếc răng cười của anh như chú hỏi vẫn còn nguyên hôm sau chị bôi mặt mày giả dạng bà già đi với chị bảy bạn cùng xóm tìm đến đồn lính pháp họ cho thăm anh bình khuyên chị trốn đi vài hôm được thả anh sẽ kiếm chị chị trở về nương náo nhà anh giáo trinh chờ tin anh bốn hôm sau một buổi sáng chị và chị Trinh vào rừng kiếm củi trở về Vừa trông thấy chị Anh giáo Trinh vừa khóc vừa nói Chị ơi Liên lạc vừa đến báo tin Anh Bình đã bị chúng giết chết rồi Chúng bắn anh trên cầu bến củi Trước mắt dân chúng để thủy uy Sọc đá xác anh xuống sông Chưa nghe hết câu Chị ngã lăn bất tỉnh Không biết bao lâu Nhờ vợ chồng anh giáo Trinh cứu chữa Mới tỉnh lại sau đó chị lên cơn sốt liên miên nằm trong chồi lá chị chờ tin liên lạc viên kiếm xác anh các cụ già nói xác trôi sông nhiều lắm ba ngày sẽ nổi lên chờ mãi không có tin tức gì chị nghe nói sông bến lức chảy về thủ dầu một rồi ra sông lớn không còn hy vọng kiếm được xác anh bình để chôn cất chị cùng gia đình anh giáo trinh tìm đường về thủ dầu một từ đó chị về sài gòn may kiếm được gia đình anh khánh bà con xa bên ngoại của anh Bình, chị bán mấy chiếc áo cưới, thêm chút tiền giúp đỡ của anh chị Khánh, ra vũng tàu, đi tàu thủy ra Hải Phòng. Từ đó, lấy tàu điện lên Hà Nội, rồi đi xe lửa về Huế. Chị không thể kể lại hết mọi gian trung của chuyến đi hai tháng đó. Nhiều lúc, tưởng chừng không thể mang xác về đến quê hương. Lúc đó chị vừa tròn 18 tuổi. Chị hy vọng, với những chi tiết trên, và vong hồn linh thiêng của anh Bình sẽ giúp chú định được mộ phần của anh. Chị cầu nguyện và chờ thư chú. Được thư Giang thông báo, năm sau từ Los Angeles, Văn đến Geneva thăm gia đình chị Linh, trở về Văn viết cho anh. Anh Giang, dần có việc đi Thụy Sĩ, em có đến thăm chị Linh và gia đình. Đã hẹn trước nên chỉ có anh chị Linh ở nhà. Chị nhìn em bỡ ngỡ không ngờ gặp lại chú bé em chồng cũ năm xưa chị nó bún bò huế đãi em và anh hùng tự tay mở rượu chắc đỏ mời em câu chuyện trao đổi thân tình ấm áp mặc dù đối với anh hùng em là người xa lạ và đối với chị linh em là hiện thân của một kỷ niệm đau buồn nhất của đời chị cả ba người đều không nhắc đến anh bình mặc dù không ai quên khi em đến chị linh chào em không ôm em vào lòng theo lối tây phương nhưng lúc đưa em ra cửa Chị ôm em vào lòng Giấu vội mấy giọt nước mắt nói nhỏ Chú giống anh bình quá Chị không cùng với anh Hùng tiễn em ra xe Chị đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo Từ đó Mỗi lần đi Âu Châu Văn không đến thăm chị Linh nữa Vào dịp Tết Văn cũng không gửi thiệp chúc Tết chị Văn vẫn nhớ thương chị Nhưng chị cần được sống bình an giả đang nghe truyện ngắn Bà Cụ Ăn Mày của tác giả Thiếu Hoa, truyện được phát trên kênh của Trình. Trời lất phất mưa xuân, tại bên ô tô, cũng như bao người khác bước xuống xe, tôi hối hả, vội vã. Người đẹp ơi, về đâu? Em ơi, đi luôn nhé. Kẻ túm đằng trước, người túm đằng sau, thật là khó chịu. Tôi vất vả mãi mới ra khỏi đám đông lộn xộn đó. Tới đoạn gần chợ tôi dừng lại, chờ chiếc xích lô đang đi tới. Moa, à, mụ già kia, quay lại, lo đền ngay. Tôi giật mình, ngoảnh lại, thì ra một bà già ăn mày bị vấp phải vũng nước làm bắn tung tóe vào mấy quả dưa hấu của ả ta. Thôi, người ta già lão, nhở ra. Mấy người ngồi đấy nói vậy, bà lão nặng tay, không nghe rõ, lại tưởng ả mời mua dưa. Bà lắc đầu cười móm mém. Dừa ngon đây, nhưng lão không có tiền. Biến, biến ngay cho khỏi ngứa mắt. Tôi quyết định không đi xích lô để lấy tiền biếu bà cụ. Mưa vẫn bay bay điểm trắng đầu tôi, nhưng không thể làm bạc thêm tóc bà. Đời thật trớ trêu ở hiền mà chẳng gặp lành, đúng là có phúc mà chẳng có phần biết là phật báo mà vẫn dưng đứng nhìn biết cô ấy đẹp người đẹp nết mà đành chịu bà thao thao kỹ tôi như đang chìm dần trong cuộc đời bà chiến tranh khủng khiếp đưa con trai độc nhất của bà xung phong ra trận mỗi khi làng xã có đám báo tử tim bà lại thon thót phần đau cho người phần lo cho con những năm tháng ấy bà lủi lủi sống một mình hai cô con gái thường xuyên đến chăm sóc giúp đỡ bà. Bàn này chúng con, u diệt ai cũng được, còn nhận làm con dâu u nhé. Con thì sao? Sự bông đùa của những cô gái ấy làm bà nguyên ngoai nổi lòng. Trong mấy cô gái, cô nào làm con dâu bà cũng được. Thực lòng mà nói, thì bà thích Hà hơn cả. Hà vừa xinh xắn, vừa dịu dàng. Con ơi, con tốt quá. Mẹ thật phúc đức Có một nàng dâu như con Nếu trời không xe duyên cho các con á Thì mẹ nhận là con gái út của mẹ Câu nói của bà Đã làm tăng lòng hy vọng trong hà Cô thật sung sướng Trời Cô đã mang lòng yêu ân từ bao giờ Cô không biết Sau ngày giải phóng Ân đã trở về Niềm vui tràn ngập Tuổi già mong cháu Bà dục ân cưới vợ Con hà làng này được người được nết nó thường xuyên giúp đỡ mẹ lúc trái nắng trở trời rồi những công việc đồng áng nó yêu con lắm mẹ biết mà học tiếp được bà có mỗi mình nó phải cho nó học tới nơi tới chốn hơn nữa có tiêu chuẩn là bộ đội giải phóng chẳng tội gì mà không học nhưng con hà nó tốt là vậy kiếm được người như nó thật hiếm phải rồi, bà sẽ bảo nó chờ đợi. Nó yêu thằng Ân lắm mà. Bà sẽ vuông vào cho chúng nó. Ân học xa nhà. Năm thứ nhất, cậu hay về. Năm thứ hai thưa dần. Đến năm thứ ba thì ít hẳn. Bỗng một hôm, có cô gái ăn mặc lịch sự, đi xe máy hỏi về nhà. Cháu là bạn anh Ân, anh ấy bận, nhờ cháu về thăm bác. Đây là xe của anh ấy gửi biếu bác. Thế hả, Cảm ơn cháu, nó bận học lắm mà. Bà có khách lịch sự thế, người thành phố có khác. Cô gái ra về, bà chưa hết vân vân thì hàng xóm ùa đến hỏi han Bà chỉ biết nói đúng sự thật, bạn bè hay người yêu ân. Bạn bè thì được, chứ nhà con một, không nên để nó lấy vợ xa. Con gái bây giờ nhiều đứa ghê lắm, nhất là ở tỉnh. Bà không cẩn thận, chúng nó dỗ ngon dỗ ngọt làm mất con bà như chơi những lần tiếp theo cô gái ấy khi thì đi một mình khi thì đi với ân đúng là có vấn đề bà phải hỏi ân xem rõ thực hư như thế nào con yêu người ta phải không dạ con ơi phụ người tìm chẳng thấy người cô ấy đi lại chăm sóc đỡ đần mẹ bao ngày than vắng con hơn nữa mẹ không muốn con lấy vợ xa mẹ không muốn thế mẹ à con và cô ấy học cùng một lớp cô ấy đem lòng yêu con khi về nhà cô ấy chơi bố cô ấy nói vào mặt con những lời khinh bỉ nghe nói dân vùng anh nghèo lắm nhiều người đi ăn xin lắm phải không con điên tiết lắm nếu ở giữa đường giữa chợ thì con sẽ thưởng cho ông ấy một quả đấm vào mặt ngay tức khắc con chào rút lui cô ấy đã đuổi theo giữ lại khóc lóc van xin đây là bố em còn em em yêu anh em sẽ chịu tất cả để có anh không hai hoàn cảnh khác nhau không nên không thể gia đình em gia giáo trí thức em có nhà cao cửa rộng bố mẹ quyền quý gia đình anh nghèo hèn bố mẹ anh là nông dân suốt đời lam lũ và anh không thể chịu đựng được sự khinh bỉ của gia đình em vậy nên không thể khoan em đã chấp nhận tất cả để yêu anh nếu anh cố tình cố tình bỏ em thì hãy hủy hoại em trước khi chạy trốn anh ân em muốn được chết trong vòng tay anh và con không nỡ để cô ấy phải chết trời ơi con tôi mẹ yên tâm không bao giờ con để mẹ phải khổ con thành đạt mẹ sẽ là người hưởng thụ hai người con gái cùng yêu một người rõ tội nghiệp để cô gái kia chết vì tình yêu thật không đành nhưng con hạ nó cũng đau khổ lắm chứ bà chẳng biết nghĩ thế nào thôi thì mặc kệ cho ân quyết định lấy cuộc đời của mình mãi khi hà biết rõ ân có người yêu ở thành phố cô mới quyết định đi lấy chồng trước ngày cưới cô tìm gặp ân để trao vật kỷ niệm cuối cùng của cô dành cho bà em cũng sắp đi lấy chồng đôi tất tay em cũng vừa đang xong mùa đông sắp tới anh mang để mẹ dùng tuổi già, rét buốt thì khổ lắm. cô hà, mẹ tôi thường nói cô đẹp người đẹp nết, chẳng sai chút nào. kìa anh, đừng khen như thế để em ngượng ngùng. thôi, mau cưới vợ để mẹ vui cùng con dâu. trước thái độ, trước con người, trước tấm lòng của hà, ân thực sự sao xuyến và cảm động. thời gian sau, bà cưới vợ cho ân, dâu là con, rể là khách bà có quan điểm như vậy và tất tần tật thu vén dành dụm cho vợ chồng ân kể cả về tình cảm vườn đất rộng rãi hoa quả quanh năm mùa nào thức ấy từ ngày có con dâu bà ít mang hoa quả ra chợ bán như trước đây mà chỉ để vợ chồng ân về ăn dần lúc đó bà chọn những chùm to nhất ngon nhất cho ân biếu bố mẹ vợ rồi mang đến cơ quan mà làm quà ăn bao nhiêu cũng hết hay hái nhiều đem ra phố bán cho khỏi phí phạm vợ ân bảo vậy anh thấy hài lòng chúng nó biết cóp nhặt lo cho cuộc sống thế là tốt mọi thứ đi vào khuôn nếp bà ở nhà làm lụng công việc đồng áng rồi chăn nuôi lợn gà cũng từ ngày có con dâu bà thấy người khỏe hơn mặc dù bà làm nhiều hơn ấy là ý thích chứ nào ai bắt bà đâu đúng là không có gì vui sướng bằng khi con người ta được sống vô tư và mãn nguyện như thường lệ, cứ vào thứ bảy là bà khắp khởi, chờ đợi các con về xâm họp, nào gà nào vịt, con nào béo bà thịt trước, gầy thịt sau, bà không tiếc vợ chồng ân thứ gì. Vợ ân mang thai, thế là sắp có cháu đích tôn, bà mừng lắm, cái thai mỗi ngày một lớn, vợ chồng ân về với bà cũng hạn chế dần, tháng hai lần, tháng một lần, rồi tháng rưỡi về một lần, Bà nhớ con thấp thỏm Cứ thứ bảy bà lại ngông ngóng chờ đợi Dù khi biết con không về Bà vẫn cứ ngóng Mẹ thì ngày càng già yếu Vợ con á thì bụng mang dạ chữa Thế rồi sắp tới đây Cô ấy ở cử Không về với mẹ thường xuyên được Mà để mẹ ở nhà một mình á Thì chúng con không yên tâm Vợ chồng con muốn mẹ lên đây ở thời gian Vợ chồng ân bàn bạc Bà thấy có lý Đúng là được ăn học Chúng nó nói phải Bà nhớ chúng nó lắm Bà sẽ đỡ đần chúng nó Còn khỏe còn làm được gì cho chúng Bà cứ làm Khi nào không có sức lực mới thôi Nhưng còn ruộng nương Vườn tược lợn gà May quá Lợn vừa đến tuổi xuất chuồng Mấy đàn gà kia bà sẽ mang hết cho vợ chồng nó thịt giận Còn ruộng nương Vườn tược bà sẽ nhờ bà Nga Bà đoài bên cạnh nhà trong non hộ Mẹ già rồi, làm được việc gì thì làm, còn cứ để đấy mặt con, mẹ cố sức mà ốm ra thì khổ cả mẹ cả chúng con." Vợ chồng Ân thường nói với bà như vậy. "Nên bán cái nhà ở quê đi, mẹ ở với chúng con chứ về quê làm gì nữa. Nhà để lâu ngày hôi hám mục nát, càng để càng khó bán, mẹ nghĩ thế nào?" Bà không tin ở tay mình nữa, mắt bà trợn lên, "Mày, mày nói cái gì hả?" Mẹ ạ, à, lẽ đời thường là lúc trẻ cậy cha và cậy con nên con bạn với mẹ bán quách cây nhà ở quê đi lên đây ở với chúng con. Nhà để không có người ở, lâu ngày bị hôi hám, mục nát, sau này rất khó bán. Bán nhà, bán nhà ư? Trời ơi, không, không được. Ở đó còn bàn thờ của cha con, còn bà con láng giềng nữa chứ. Sau này con phải về đó thợ tổ tiên chứ mẹ lạc hậu quá nay con người ta sống khác xưa nhiều rồi vợ chồng con công tác trên này nhà cửa trên này chúng con đang sống đàng hoàng trên phố xá văn minh mẹ lại muốn chúng con về cái xó nhà quê nghèo nàn lạc hậu mẹ không muốn chúng con sung sướng hay sao thế rồi còn tương lai của các cháu sau này nữa chứ mẹ có biết là để có một cuộc sống một tương lai như của vợ chồng con có biết bao kẻ nhà quê nằm mơ cũng không thấy Chính vậy mà con không thể về thờ tổ tiên được Mẹ yên tâm Bằng thờ của bố Con sẽ chuyển lên đây Còn khi mẹ về già Mẹ thích ở quê hay ở trên này Chúng con chịu hết Cái nhà ấy không bán bây giờ Thì sau khi mẹ chết chúng con cũng bán Lúc đó chắc chắn là sẽ bị dèm pha rẻ rúng Bán như cho Mẹ hiểu không Quê hương Bà con xóm giềng Mồ mã tổ tiên phân vân do dự lại phân vân cuối cùng thì bà cũng đồng ý bà chẳng biết nghĩ thế nào nữa chúng nó có ăn có học nghĩ những điều ghê gớm quá bà thật không nghĩ tới có lẽ bà già rồi không thể sáng suốt bằng lớp trẻ thôi thì trẻ theo cha và neo con được khi còn vợ thằng ân là nàng dâu hiền thảo thật là tốt phúc bà thầm nghĩ vậy Cuộc đời vẫn như thế Thì đẹp biết bao nhiêu Ngờ đâu Nó lại chẳng thuận buồm xuôi gió nữa Đúng là sông có khúc Người có lúc Bà không ngờ rằng Cuộc đời mình chuyển tới đoạn gian truân Khi cháu nhỏ ra đời Bà tiếu tích bận biểu Không hiểu sao bà vui vẻ bao nhiêu Thì nàng dâu có vẻ ngày càng khó tính bấy nhiêu Cô hay cáo gắt với chồng Kể cả với bà nữa Đúng là cô dâu thời hiện đại Thật khó chịu bà làm cái gì cô ấy cũng chê và hài lòng một cách bất đắc dĩ. Nào là giặt tả không sạch, nấu cơm không ngon, lề mì, chậm chạp, không biết sắp xếp công việc. Có lẽ mình lẩm cẩm để nàng dâu phải khó chịu. Bà nghĩ vậy và cố gắng làm cho tốt mỗi công việc để con dâu khỏi phàn nàn. Chuyện của bà, người đời chắc ít ai gặp phải, hẳn là khó tin, nhưng thực tế đúng như thế còn cay đắng hơn thế mà bà không tiện nói ra. Có một lần bà cầm quả trứng niềm nở đưa cho con dâu. Này, tôi luộc kỹ cho mẹ thằng cu đấy, ăn ngay cho nóng. Trong giây lát, nàng dâu nhăn mặt nếm phát quả trứng vào sọt rác. Kỹ gì mà kỹ, đã bảo không ăn được sống, đúng là ngu hết chỗ nói, luộc quả trứng mà cũng không chín. Trời ơi, các con của bà cũng chưa ai nói với bà như vậy. Bà ức phát khóc lên, nhưng im lặng không nói nửa lời. Chờ ân về, bà gọi hai vợ chồng ra nói. Tôi có ngu si, cũng đẻ ra chồng chị, nuôi chồng chị ăn học thành đạt như bây giờ. Chị không được láo. Bóp, bóp, ân không kiềm chế được, liền tác vợ mấy cái. Ôi trời ơi là trời, chồng tôi đánh tôi, là tại bà già, bà già mà ác trong lương tâm bà không muốn vợ chồng ân xô xát nhưng do đâu do đâu bà chỉ muốn đại gia đình êm ấm thuận hòa trên kính dưới nhượng tất cả đều được vui vẻ nhưng khó quá khó quá thôi vì thương con thương cháu bà nín nhịn tất cả cho êm thấm thời gian trôi đi thấm thoát đã mười lăm năm sức chịu đựng của bà đến lúc cạn kiệt bà càng chịu đựng thì nặng dâu càng lớn tới. Chua chát, khinh miệt, nhất là từ khi có thêm đứa cháu gái nữa ra đời, bà phải ăn khác chế độ cũng từ đây. Lúc đầu bà phải bế cháu nên ăn sau, đến khi nó lớn cây nếp đó vẫn duy trì. Vợ chồng ơn say con bưng vào chứ bà không phải ăn cùng nữa. Ăn riêng như thế để bà được thoải mái, tự nhiên, không phải dè dặt chờ đợi Vợ ân bảo vậy Đây là lối tôn trọng người già của nàng Sự đối xử của vợ dần quen Và ngắm vào máu thịt ân Từ khi nào không biết Có lần vô tình Bà nhìn thấy vợ ân mua rạm về Những con rạm béo ngon Như những con rạm ngày xưa bà bắt Ở đồng lúa về nấu cho ân ăn Đã lâu bà không được ăn Ôi ngon, ngon thật Tới bữa Tuấn Thằng cháu trai bưng cơm vào cho bà thì chẳng thấy rạm đâu mà chỉ có bát canh suông với màu xanh nhợn nhợt. Có lần ân mua một con ngang về nấu miếng. Trong con ngang béo vàng, bà thầm nghĩ Này lại được ăn thịt ngang. Khi nhìn bát miếng ngang khói nghi ngút mùi thơm, thơm hấp dẫn, bà lại nhớ nhớ những bữa ăn túy lý đậm ấm của mấy mẹ con vào những ngày thứ bảy, chủ nhật bà ăn cho nóng tuân đặt xuống giường và chạy ra như thể không nhanh sẽ bị mọi người ăn hết nhìn bát bún chỉ có lèo tèo vài sợi thịt xe nhỏ lẫn mấy miếng da rắc rất khéo bà giàn dụa nước mắt bà tham ăn ư bà khóc vì miếng ngang hay vì cuộc đời đen bạc có ai hiểu lòng bà bà bàng hoàng nghĩ về quê hương ở đó vẫn còn hàng xóm láng giềng bà nhớ lại cảnh tượng hôm chia tay đầy ấp tình nghĩa Nước mắt càng dạng dụa. Những giọt nước mắt mặn chát cứ xô lớn nhau như đè nặng thêm cuộc đời bất hạnh của bà. Nhớ lắm, bà không thể quên được bờ tre, giếng nước, gốc đa rồi từng gương mặt của bà con lối xóm. Nhưng không, bà không thể. Đúng hơn là bà không dám về nữa. Dân làng sẽ nghĩ gì về bà đây? Bà quyết định về nhà con gái út thật không may bà bị từ chối ngay từ đầu lý do thật chính đáng cô ta có mẹ chồng hay là bà lên hà nội ở với chị cả như thế hay hơn các cháu lớn rồi chồng chị ấy cũng rộng rãi biết làm sao được bà lại đội nón ra đi chợt bà nhớ hà người con gái ngày xưa bà quyến luyến bà tìm đến nhà đúng rồi bà không nhầm được vẫn đôi mắt ấy, vẫn dáng vẻ dịu dàng, tuy thời gian đã làm Hà gầy hơn đôi chút. Kìa mẹ, mẹ đến chơi với chúng con. Hà cũng nhận ra bà ngay, cô mừng quýnh, bỗng dưng bà thấy mũi cây sẹ, nước mắt lại trào ra, bà không kìm nén được cảm động và dốc hết bầu tâm sự nói với Hà. Rõ tội nghiệp, mẹ chồng con xấu số, bỏ chúng con lâu rồi nếu hoàn cảnh mẹ vậy thì con mời mẹ về ở với vợ chồng con cho có bà có cháu thêm vui cửa vui nhà mẹ đừng ngại chồng con anh ấy tốt lắm mẹ cứ về đây đến khi về già con sẽ đưa mẹ về với các con của mẹ cảm ơn con con tốt quá con vẫn như ngày xưa tuổi già như mơ sao quăng đi quăng lại bỏ đi không đành đúng vậy các con chẳng ai chịu chứa bà. Nhưng cố mà nghĩ thì cũng thấy chúng nó còn trách nhiệm với bà. Có lẽ đây là chút lương tâm rớt lại để chúng nó làm người. Cuối cùng thì bà vẫn phải dấn thân vào cái nhà ấy. Bà còn biết đi đâu nữa. Nghe cô con gái cả tuyên bố hùng hồn mà thỉnh thoảng bà lại giật mình toát mồ hôi hộp. Bà không phải đi đâu. Cứ ở đây. Bao giờ vợ chồng cậu mới ấy đuổi hẳn hay? Tôi nói cho cậu mở biết Tài sản của gia đình chị em chúng tôi Không có tơ hào tí gì Thì cũng đừng có lằng nhằn gây chuyện Phiền nhiễu bận biểu đến chúng tôi Vợ chồng cậu sống quá đáng Để bà phải bỏ đi Nhà cửa, đất cát, vợ chồng cậu bán Bây giờ để bà phải sống thế này đây Thật quá đáng Năm nay bà cũng 84 tuổi rồi Bà sống chẳng được bao lâu mà phải sốt ruột Bà không thể ở nhà gì út Nhà còn phải làm ăn bận biểu Các cháu thì học hành Hơn nữa chúng con là phận gái còn phải gánh vác trách nhiệm nhà chồng chứ còn thì cái nhà của hà bà đừng có bao giờ nghĩ đến nữa bà đến đây người ta khinh cho con cháu không phải họ hàng thì không bà thật không biết gì cả nó nói như thế bà cũng tin à con ruột của bà đây này nó không hắt đi được á thì nó phải chịu chứ đây có bà có em trai chị em nói chị nghe bà ráo cứ đến nhà con gái con đuôi chơi em không cấm bà còn sống để vừa lòng đẹp ý một người già như bà Thì quả là khó Khó lắm Có lẽ em chịu Em chỉ biết sống thật thôi Khéo léo là tính bẩm sinh Chị nghĩ mà xem Trong một mái nhà đều va chạm Lại lấy đương nhiên Ít ai tránh khỏi Chị cũng làm dâu Chắc chị cũng hiểu về mẹ chồng Đặc biệt là những cái bà có tuổi Lắm cẩm lại hay cố chấp Hay tự ái Tôi già Tôi lắm cẩm Nhưng không có nói sai ngày xưa thời đế quốc thời thực dân làm thân trâu ngựa nhưng cái thân không bị cùm bây giờ đất nước thanh bình ngựa trâu không phải nhưng người là cùm các con sợ mẹ ra ngoài sẽ lộ hết những đét ăn nhẽ ở sợ người đời cười chê và cánh cửa quanh năm khóa kín tôi có ăn ở độc ác gì đâu tôi có trai có gái có rễ có dâu thật là xanh như lá bạc như phôi các con tôi những gương mặt ngời ngời mặt lòng để mẹ cho người đời xót thương cũng là màu đỏ da vàng không phải họ hàng cũng phải thương nhau chứ trời ơi các con tôi Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Bà Cụ Ăn Mày của tác giả Thiếu Hoa. Thưa quý vị, thông tin về tác giả Thiếu Hoa thì sau khi đọc truyện này xong thì Trinh cũng có tìm trên Internet nhưng mà hiện rất ít thông tin về tác giả Thiếu Hoa. Nếu quý vị có biết thông tin về tác giả này thì hãy để lại bình luận bên dưới cho Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Bye bye!